Dạ, em xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn trên kênh Nấu Với Kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang nha cô chú anh chị. Hôm nay em đến chỗ của anh Đạt ở khu trung tâm thương mại Cái Khế nha cô chú anh chị. Em gửi đến cô chú anh chị các bạn một clip về phô mai tứ quý, mong cô chú anh chị các bạn yêu thương và ủng hộ kênh, ủng hộ Đạt ha. Bà ông kia ông nói anh không tin phải không? Đây là clip phô mai tứ quý nha cô chú anh chị, hàng bonsai đế nơm ha. Cô chú chị xem sơ qua rồi em vô trực tiếp nha. Cốt cành đủ đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng này mình vô phơm bonsai ghép siêu bông Bình Lợi hay là siêu bông Sài Gòn Cúc Thọ Hương rồi ha cô chú anh chị ha. Cây lực. Đó. Rồi em vô clip nha. Rồi dạ, chào cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi chào nghiệp. Chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị một ngày mới ha, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Rồi hôm nay mình đang lưu mấy phôi anh? Hôm nay anh có 13 phôi tứ quý. 13 phôi tứ quý ha. Ừ, chứ chắc hai cây thành phẩm á. Hai cây thành phẩm 13 phôi tứ quý. Rồi anh cho em cây... số điện thoại luôn anh ơi. 0942745745 em. Dạ rồi. Vô mã số mấy đây? Bắt đầu cây mã số 1 nha. Mã số 1 là cây này đặc điểm sao đây? Cây này nó hình nhân cô chú anh chị. Vẫn nhân ha. Đây. Hai chân. Đó, hai tay. Về cô chú chị cắt bỏ đây ha. Dạ. Ở đây cái đầu. Rồi quá nhẹ nhẹ cho em xem luôn nha. Đó, đây chú... có thẹo à, hồi đó chủ nhà ta cắt nha. Cái này quái ha. Về kiếm cái chậu ha, vô cái hình nhân chừng dài. Dạ. Rồi thông số cho em xin luôn. Mã số 1 nha cô chú. Cái mã số 1. Cái này khó đo chị, hoành với ta biết hoành chỗ nào trời. Đo đại đi. Đo đại ha. Ừ. Cho đầu ghế cứu quốc đi. Ha. Rồi. 23 hoành. Rồi. Rồi, củ đế là 82. Rồi, chiều cao đế nôm luôn. Cây dầm cho mấy. Đúng rồi, thôi đừng kéo anh, đừng kéo là chính xác nhất, đúng rồi. Rồi, chỗ 4 nha anh em. Dạ. Rồi, chiều cao... Rồi, chiều cao nha cô chú anh chị. Rồi, cao 70. Cao đế luôn anh ơi. Rồi, đi sổ 42. Rồi, giót đọt luôn ha. Rồi, giót đọt nó là chính. Số đẹp luôn. Rồi, giá giao lưu luôn đại ca ơi. Rồi, cây này giao lưu cô chú chị là giá là 3 triệu tư. Rồi, 3 triệu tư nha cô chú chị. Hàng bonsai nghệ thuật nha cô chú chị. Tứ quý luôn nha. Tứ quý nha cô chú anh chị. Rồi. Cây hành nhân nha. Mã số 2 nha cô chú ơi. Rồi tiếp tục cây mã số 2 là cây quá nha, cô chú anh chị. Tứ quý mà nó hồi đó ông chủ nhà ông trồng dính mai vàng trống nha. Rồi cây vàng quý như vàng đây mai vàng, mai vàng hai chân mai vàng, hai cái chân mai vàng hết, còn như toàn bộ tứ quý hết nha cô chú anh chị. Hai chân trước với tay trước là mai vàng nha cô chú anh chị. Ba cái màu vàng toàn bộ mà dính hết nha cô chú anh chị. Dạ rồi một vòng em xem sơ qua cái này nha cô chú anh chị. Đế sổ đẹp nha. Đây cô chú anh chị xem ba cái màu vàng nha. Đây vàng đây. Đây một cái màu vàng cái chân đó. Cái đùi đó. Đây cái vàng luôn. Rồi dưới trên này nữa. Đây vàng nữa. Dạ. Đó. Ở rồi, đây tứ quý nha. Cành phong vàng nha cô chú anh chị. Đuôi ve vàng ha. Rồi. Rồi. Cho em thông số luôn mã số 2. Rồi cây mã số 2. Cái quái nha cô chú anh chị. Nếu như quái ha. Đế thì kẹo luôn nha. Nôm mà nôm kẹo nha cô chú anh chị. Đế nôm kẹo. 28 quần. Dạ 28 quần. Rồi, cục đế đặt là 104. Dạ. Cây này lão lắm rồi cô chú. Cây già, già cây dữ lắm. Chỗ 4 nha anh em. Dạ. Rất ngọn 14. Nè cô chú chị coi cái lỗi như quả trứng gà luôn. Cây già, cái cây nó già cây dữ lắm. Rồi, đế sổ là 34 nha cô chú chị. Dạ. Quá. Rồi, cây mã số 2 giao lưu cô chú chị là giá 5,2 triệu nha. Dạ, 5,2 triệu nha cô chú. Quý như vàng. Mấy vàng này nha cô chú anh chị. Đó. Bên đây chân vàng luôn ha, hai chân vàng. Hai cái chân là màu vàng hết. Rồi cái cành phong là màu vàng, cái đuôi màu vàng luôn. Đó, cành cái đuôi màu vàng nè, cành phong ngoài màu vàng luôn. Dạ. Rồi toàn bộ là chứng quý hết. Rồi. Số 3. Dạ, mã số 3. Rồi, một em đế sổ ha. Rồi, đế sổ cao. Cô chú anh chị. Tay cành nhạo. Cũng là tứ quý nha cô chú anh chị. Dạ. Đế hoa đẹp quá. Rồi cho em xem tổng thể chị cái. Rồi đúng rồi, quay nhẹ nhẹ em xem tổng thể cái. Rồi cô chú chị xem tổng thể ha. Một cây đế nơm cao tứ quý già lão, cốt cành đầy đủ, thích hợp cho cô chú chị chơi bonsai mà tàng thông không cao nha.
quá đẹp. Rồi, em đo thông số luôn nha cô chú chị. Dạ. Rồi, và nghe vị trí này như cô chú chị đo chỗ nào tính chỗ đó ha. Nghe vị trí này ha. Dạ. 28 hoành. Dạ, rồi hoành 28. Đấy nha cô chú ơi. Rồi. Củ đế đặt nó là 82. Rồi, củ đế 82. Tổng bầu đế luôn. Tổng bầu đế nó 117 nha cô chú chị. Dạ. Rồi, cao 99, số đẹp. Rồi, chiều cao 99. Rồi. Sổ cao là 36 cô chú chị. Rồi, đế sổ 36. Rồi, dốc ngọn 13. Rồi, mã số 3. Rồi, cái mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị là giá 8.500.000. Dạ, 8 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Tay cành nhạo. Dạ. Đế sổ cao, cây đẹp. Rồi, em đổi luôn. Tục cây mã số 3, cây cụm rừng. Rồi, mã số 3, cụm rừng nha cô chú. Số 4. Cây cụm rừng. Cây lùng lực nha cô chú lùng anh chị. Lực bonsai. Cô chú vậy thả ha. Rồi, thấy cô chú chị xem ha. Để đặt hết chưa? Để à, rồi mã số 4 của chú anh chị ơi. Cái mã số 4 của chú anh chị. Ba mươi bảy hoành. Dạ, hoành 37 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi củ đặt nó là 109 nha cô chú anh chị. Rồi củ đế là một rồi đế đặt nha cô chú anh chị 109. Quần bầu nha cô chú anh chị. Ủa sao mới dướng vậy? Hết. Rồi tổng bầu đế nó 133 cô chú anh chị. Tổng cái quần đế là 133. Rồi đế sổ cao nó là 26. Rồi cao toàn cây nó là 47. Rồi cái ngọn cực kỳ nhỏ luôn. Ngọn có 7 à, 8 à. Rồi quay cho em một vòng báo giá luôn anh này. Rồi, cây mã số 4 cho luôn cô chú chí là giá là 5.900.000. Dạ, 5.900.000 nha cô chú anh chị. Mã số 4 5.900.000. Mã số 4, một cây bonsai lùng lực. Rồi, số 5. Rồi, tiếp tục cây mã số 5. Đó, một em chụp cũ đế cũ nha. Đa đế cũ nha cô chú anh chị. Cũ đẹp quá. Ủa. Cái này mà cô chú chị ghép siêu bông mình lại vô là bộ kính mít nhà luôn nha. Cũ mà để đặt nha cô chú chị. Này cô chú về cắt bỏ đây ha. Về chật nó đều chi cạnh hết trơn cô chú chị. Em chừa ha. Để cũng được mà tùy cô chú chị ha. Đó, cô chú chị xem tổng thể nha. Gióp đọt đế cũ nha cô chú anh chị. Thích hợp cho cô chú anh chị mình chơi. Cũng cành đẹp nha cô chú chị. Ghép chơi tàn nhiều cành siêu bông nha. Rồi thông số luôn anh ơi. Mã số 5. Mã số 5. Đó cũ đây ha. Dạ. Đó cũ cho bành này trước đi. Sao lớn nha. Lõm bờ. Rồi cái cũ tròn đặt luôn á, 53 cô chú chị. Rồi. Rồi. Quanh 36. Rồi, quanh vị trí này 36. Rồi, củ đế đặt nó bự à. Ok, đế lực quá. Rồi, đế đặt nó 118. Rồi, đế đặt 118 lực nha cô chú anh chị. Rồi, tổng bầu đế 133. Này chắc khỏi đưa đế sổ quá. Dạ khỏi. Có sổ gì đâu sổ. Thế này đế bài kính bầu. Rồi, tổng chiều cao nó là 79 nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao 79. Xinh đẹp. Rồi, chất ngọn nó 11. Rồi. Rồi, cây mã số 5 giao lưu cô chú anh chị là giá là 7.900.000. Dạ, 7.900.000 nha cô chú chị. Cốt đẹp, cành đầy đủ. Đẹp quá. Đế cũ chà bá. Cốt cành điều chứ. Không thiếu chi nào hết. Rồi, số 6 cây quái nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục là cây mã số 6. Ơi, một cây tai cành nhạo. Tai cành này bẻ nhạo cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Tứ quý nha cô chú anh chị, chi bẻ nhạo nha. Này, ông già xưa ông bẻ.
Đây, cô chú anh chị coi cái đọt chủ nó cũng bẻ luôn ha. Thích hợp cho cô chú anh chị mình về chơi bonsai có chi nhạo tứ ý luôn nha. Đế nôm cũ đặt như cô chú anh chị. Cây này lực cây già cây nha cô chú anh chị. Dạ rồi, thông số cho em xin luôn. Rồi, quanh vị trí này. Rồi, 36 hoành, 37 tính 36 thôi. Dạ, hoành 36. Rồi, cô đặt nó 100. Dạ. Chiều rồi, cao như cô chú chị. Cao tròn cây nó là 94 cô chú anh chị. Dạ. Đó gì vậy? Để sổ chưa anh? Đi. Ủa nãy đâu ra cũ vậy ta? Chưa. Ở đâu rành thôi. Rồi để sổ. Sổ 20. Rồi cũ đặt nó 99 nha cô chú anh chị. Rồi giá giao lưu anh ơi. Rồi cái mã số 66 không? Số 6. Rồi cái mã số 6 vô luôn cô chú chị là giá là 9 triệu 8. Rồi 9 triệu 800 k luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship luôn ha. Bao ship toàn quốc. Rồi bao ship. Cái tầng nhạo nha cô chú chị, cái bẻ cực kỳ đẹp ha. Có nhạo nè. Nhạo mà nhạo khéo cô chú anh chị. Cắt của kiểu luôn ha. Nhạo khéo thiệt luôn. Nó 2 3 lớp nha. Con ta lại bẻ nhau một lớp này, nên nó 3 lớp. Đặc biệt cái đầu chủ nè. Đầu chủ cực kỳ đẹp. Dạ, yeah. Rồi, tiếp theo. Ôi, tiếp là theo là cây mã số 7. Số 7 cây lực như cô chú cây, vậy. Cây đế cũ. Dạ. Một cây bon sư đại đế mang. Cũ nôm lực, nôm rất là cao luôn cô chú anh chị ơi. Cây hoành lớn nha cô chú anh chị. Rồi một vòng cho em xem dáng dấp cho anh ơi. Rồi mã số 7 nha cô chú. Đặt hết trơn nha cô chú. Dạ. Cổ đế nè cô chú anh chị nha. Đế lực nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn anh ơi. Mã số 7. Rồi hoành nghe vị trí này 48 hoành. Rồi 48 hoành nghe vị trí này nha cô chú anh chị. Rồi để áp sát đế rồi. Áp sát đế rồi bồi ra. Vị trí này cho bự 51. Dạ rồi. Trăm 125. Rồi cũ đặt 125. Rồi đế sổ cao 40. Dạ. Cao từ cây 79. Dốc ngọn 14. Rồi một vòng báo giá em luôn. Rồi cây này cho lưu cô chú chị là giá là 10 triệu 500 ngàn nha. Dạ 10 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 48 hoành. Dạ. Hoành chẳng 48 rồi cô chú anh chị. Dạ mã số tiếp theo. Mã số. Rồi tiếp theo là mã số 7 cô chú chị. Mã số 7. Ủa phải. Mã số 8. Số 8. Rồi, một em lùng lực bonsai của cô chú chị. Rồi, cái này đế được cấp ha. Đế nằm đế nguyên cái cũ à. Chân đế như chân dời luôn cô, đặt cô chú chị. Đặt mà đế lực nha cô chú chị. Mã số 8 nha cô chú chị, tứ quý mã số 8, 8. Bao ship toàn quốc ha anh. À, bao ship toàn quốc em. Bao ship toàn quốc mã số 8 luôn nha cô chú anh chị. Cô chú chị mình ghép mấy siêu bông rồi vô chơi đủng đỉnh luôn nha. Cây đẹp. Chơi để phòng khách là nhất nách. Cây này đế lực ha, nó bonsai nữa, đùng lực bonsai nữa. Đây, để so sánh cái cục đế cô chú chị xem ha, lực ha. Quá lực luôn cô chú. Quá lực luôn. Sổ nôm rất cao bằng thùng bê luôn. Rồi em xin thông số luôn anh ơi, mã số 8 cô chú anh chị. Rồi cây mã số 8 cô chú anh chị. Rồi, hoành ngay vị trí này nha cô chú anh chị.
Rồi, 45 rồi cô chú rồi, chị. 45 hoành hay vị trí này. Chặt nở ở dưới này cô chú chị. 62. Dạ rồi. Rồi, tổng của đế 121. Dạ. Rồi, tổng đầu bò đế khoảng 160. Dạ. Rồi, cao toàn cây là 67 nha cô chú chị. Rồi, giấc ngọn nó có 14 mà. Đế sổ cao quên. Rồi, đế sổ cao nó là 36 cô chú chị. Dạ. Rồi, báo giá luôn anh ơi. Rồi, cây này giao lưu cô chú chị giá là 12 triệu 600 ngàn. 12 triệu 600 cao là một cây tứ quý, đế nơm cao đặc cây cô chú chị, một cây bonsai đại nha. Mã số 8 đi. Nhìn cây rất là lực nha cô chú mình nha. 12 triệu 600. Chụp không? Dạ, số 9 nha cô chú mình rồi, nha. Rồi, tiếp tục cây mã số 9. Rồi, một em bonsai lùng lực. Rồi, siêu lùng lực luôn cô chú chị, nhìn ở ngoài là cây rất lực lưỡng luôn nha cô chú chị. Thế lực nè cô chú chị. Ha. Bề thế lắm luôn. Nguyên cái củ đặc đó nè. Cây là cây cô chú chị. Quá lực cô chú. Thằng nó dặn nó sắn nè. Thằng dặn sắn cực kỳ đẹp cô chú chị. Rồi bây giờ mình xem tổng thể cây nha cô giờ, chú. Rồi em quay vòng ha. Mã số 9 cho cô chú anh chị. Cây quá lực luôn. Cây lực mà đẹp nữa cô chú anh chị. Cô chú anh chị. Rồi bút măng luôn nè. Đó. Cây này là siêu lão rồi, cây này lớn tuổi nghe. Dạ, cây này già. Dạ. À. Rồi, em đo thông số luôn cô chú chị. Rồi, hoành ngay vị trí này nha cô chú anh chị. Rồi, 51 hoành nha cô chú chị. Dạ. Rồi, hoành 51. Rồi, cái củ đặt nó là 142. Rồi, hồi đế đặt 142. Này tổng bồ đế chắc khoảng 167 quá. 170 rồi cô chú anh chị. Tổng bồ đế. Rồi, chất ngọn nó 15. Rồi, cao toàn cây nó là 65 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, cây mã số 9 giao lưu cô chú chị là giá là 18 triệu. Cây mã số 9. Dạ, 18 triệu cô chú anh chị nha. 18 số triệu. 9. Hoành 51 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc không anh? Hoành 51, bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây lực nha cô chú anh chị. Rất lực luôn. Lực mà nó hăng nó dặn cực kỳ đẹp cô chú anh chị. Nó dặn nè. Tứ quý mà tìm mấy cây dặn dặn thân dặn dặn hơi khó nha cô chú chị. Dạ. Thêm. Dạ rồi tiếp theo cô chú ơi, mã số 10. Dạ mã số 10. Thôi, này. Mã số 10. Cho nó trâu đi phải không? Dạ, dạ. Dính cái kề đó rồi. Dạ rồi. Cái hai cây đó mới bán rồi. Mã đúng số rồi. Số 10. Tiếp tục cây mã số 10 cô chú chị. Số 10 là giống gì đây? Một phôi mai vàng. Ô một gốc mai vàng ha. Ghép siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị. Dạ, cây mai vàng quái nha cô chú anh chị. Quái cực kỳ quái ha. Đây. Nguyên cái rộng ha. Mà nó già cây nó sụ chân ha cô chú chị. Già cây cực kỳ ha. Già nó nu quá chân. Để đẹp ha cô chú chị. Đây, để đây. Nó già cây nè. Nu nặng hết chân. Giờ anh quay đi cho em xem tổng thể cây nha. Cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú chị, với ghép phôi mai vàng, đế quá đẹp luôn. Một cây bonsai lão nha. Cái này cô chú chị mình chơi ngồi bàn trà hoặc chơi phòng khách gọn gọn ha. Rất là ăn ngay nha cô chú chị. Này mua về vừa nuôi vừa lấy bo ghép được luôn nha cô chú chị. Dạ rồi, thông số em xin luôn. Cây chắc bệnh ống lớn. Cây này siêu quái. Ừ, thuộc là dạng quái. Ôi, hoành em nó là 21.
Dạ, 21 hoành nha cô chú rồi, anh chị. Cái củ như củ sứ như thế này cô chú anh chị. Để dạch củ sứ ha. Đây, củ sứ đây. Củ sứ đó là 81 nha cô rồi. Chú anh chị. Để củ sứ nha cô chú anh chị. Đó. Này. Dạ, rồi. Rồi, cao toàn cây là 84. Rồi, đế sổ cao nó là 19 nha cô chú anh chị. Dạ, rồi, giá Zalo luôn anh ơi. Rồi, cây này Zalo với cô chú anh chị là giá là 2.900.000. Dạ, 2.900.000 nha, một cây si dạ. Bông, si bao gồm ship, bao chậu, đế đẹp luôn ha. Chơi ok con dê đó nha cô chú. Đế đẹp ha, thân thì quái ha, dạ. Da thì già, cây nu nằn sụ hết trơn ha. Rồi. Tiếp theo mã số 11. Rồi tiếp theo là mã số 11. Đây một phôi mai tứ quý. Đế lưu. Rồi tứ quý đế lưu hoành lớn búp măng nha cô chú anh chị. Lùng lực búp măng. Hết hồn với đế. Hết biết cái đế. Đế nhìn mặt nào cũng tê hết cô chú anh chị ơi. Lực nha. Cây lực cây cô chú anh chị. Dạ một dòng tổng thể em xem nha. Mã đây. Số 11. Để đi xuống rồi mà cô chú gì hôm nào nó lực ha. Đây em đưa thùng B. Thùng B là không xi nhê nha cô chú anh chị. Không xi nhê thì nó bộ đế luôn nha cô chú chị. Đế này gấp đôi thùng B luôn ha. Yeah. Rồi xem thông số luôn nha. Quá khứ luôn cái cây mai vàng mã số 11. Năm mươi hoành. Rồi vị trí này 50. Rồi đế sổ cao là 39. Dạ. Cao toàn cây là 66. Này gió ngọn thân bự 24 nè cô thích cho cô chú chị thích về mình tán mình lấy cái này chủ cũng được nha, hay là này cũng được nha cô chú chị. Dạ. Mình chơi bonsai ha, nó nhỏ này cũng được nha. Em gắt không chờ đó ha. Rồi đó cái cũ. Rồi, củ đặt nó là 138 của chú anh chị. Dạ. Rồi, xong, giá Zalo. Rồi, cây này Zalo cô chú anh chị là giá là 15.500.000. Rồi, 15 triệu rưỡi cô chú anh chị ơi. Số mấy ta? Mã số 11. 11. 15.500.000. Rồi. Đổi giùm em 50 luôn. 50 hoành. Rồi, tiếp theo mã số 12. Rồi, tiếp theo là cây mã số 12 cô chú anh chị. Đây một em mai xù mà ghép cúc tỏa hương lá cẩm thạch nha. Lá hồng hồng cực kỳ đẹp luôn cô chú chị. Rồi, một cây này chơi bonsai rất là duyên dáng luôn nha quý cô chú mình nha. Rồi đưa đi rồi. Rồi quay tổng thể giùm em. Đây xù ha cô chú chị. Rồi chút xíu em sẽ vô cho cô chú chị xem cái phôi nha. Đó, bây giờ mình xem cây nè. Đó. Lá hồng hồng. Lá đẹp ha cô chú chị. Bông thì nó y hệt như bông thơ nha cô chú vậy. Đây cái xù nha cô chú chị, xù 100% phôi ha. Xù có đế luôn nha cô chú anh chị. Vô cái chậu nữa quá phê luôn nè. Này cô chú chị về không thích ha, cắt bỏ hai con ghẻ này nha cô chú chị. Trời ba, mấy con ghẻ này đủ rồi. Ghẻ này hơi dư nè, hơi chừa lại đó. Dạ, đúng rồi cắt bỏ. Thông số cho em xin luôn, mã số 12. Mã số 12 một em xù 100%. Hoành 28. Rồi 28 hoành. Rồi củ đế nó là 50 mấy ta? 52, ép chậu thôi chứ không vậy. Rồi cái chậu nó là 102. Cao toàn cây nó là 99. Rồi, tán ngang hiện tại là cô chú chị ơi. 63. Rồi, 63. Giá Zalo luôn anh ơi. Rồi, cây này Zalo cô chú chị là giá 3.900.000.
Rồi 3,9 triệu một cái phô mai vàng xù nha cô chú anh chị ơi. Đế đẹp, kép cúc thọ hương, lá cẩm thạch bông như cúc thọ hương ha. 12. À, lá hồng hồng nhìn rất là phê luôn ha. À, em lá đỏ hồng hồng á, nhìn cái là mê liền luôn. Cái này vừa chơi lá vừa chơi bông được nha cô chú anh chị. Tiếp theo em đổi luôn. Mã số 13. Rồi tiếp tục là cây mã số 13 ha. Một em tứ quý ha, trực cúc cành tay cành nhạo ha cô chú anh chị. Giống đế lưu cái gì đó. Đế whip nha. Đế whip luôn. Đế lưu whip nha. Rồi, một cây. Rồi cúc cành thôi. Cái này vô phơm vô chậu được bao lâu rồi anh? Dạ. Cái này vô chậu bao lâu rồi? Cây này vô chậu được 5 ngày. 5 ngày. Đó. Là mình ship ship luôn vậy phải không? Ship nguyên cái chậu luôn em. Dạ, rồi. Ừ. Cái cây này đang trồng cái chậu 70 cô chú anh chị, 72 chứ. Cô chú anh chị nào chơi 72 74 gì đó. Chơi mà mấy cái dạng giảo siêu bông mà phơm tàng thông ha. Tứ quý ghép để đơn cái này thôi rồi. Ừ, khúc cành. Nhìn cái là cực kỳ đẹp. Không thiếu một chi luôn. Dạ. Rồi cho em một vòng ngắm từ xa em nói cái coi. Rồi cô chú anh chị ngắm cái này hơi mà bị super whip nha cô chú anh chị. Một cây phơm tàng thông mà nội đế quá đều luôn cô chú chị ơi. Đế nơm rất là đều luôn nha. Cứng ngắt bộ đế luôn á. Cái chậu vành xà bông mà nơm bộ đế cứng chậu luôn ha. Cốt cành tứ diện nha cô chú anh chị đều gan ha. Hàng này là đáng cho cô chú anh chị mình siêu tầm ghép siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn ha. Rồi bây giờ cô chú anh chị xem cái dầu ổ đế nó so với cái chậu nè. Cái chậu này chắc ở chậu 8 quá. Đó, mà đế mình trồng ép xuống gì nè ha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn anh ơi. Mã số 13. Phô mai tứ quý trồng được 5 ngày nha cô chú anh chị. Ship chậu cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi, quanh vị trí này nha cô chú anh chị. Rồi, vị trí này 34 cô chú anh chị. Dạ. Trời, vậy vị trí này là 49 nha, tại nó cắn mấy cục rễ nè cô chú anh chị. Dạ. Đó. Nè tính 34 nha cô chú anh chị. Rồi, củ đế đặt là 1,5 m. Dạ. Đều luôn nha cô chú chị. Đều, đều đặt 100% ha. Đặt cứng luôn rồi cô chú anh chị. Rồi anh cho chiều cao luôn đi anh. Rồi cao toàn cây là 1,25 m. Dạ. Rồi giót đọt luôn cô chú anh chị ơi. Cái phơm thằng thông rất là khéo. Cây đẹp quá. Rồi giót đọt nó 11 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi anh xay cho em nha. Rồi cô chú anh chị nhắm bộ đế sổ. Chưa đế sổ rồi. Rồi đế sổ của em đó là 47 nha cô chú anh chị. Dạ. Đế hơi cao ha. Dạ. Sổ cao nha. Quá cao luôn. Ừ. Cứng ngắt cái đế luôn. 47 nè. Chị nhìn xem nè. Đó. Cứng đế luôn ha. Rồi anh quay đi em nhìn đế cái. Rồi giá luôn anh ơi. Thôi cái này báo giá luôn chậu ship đầy đủ chứ ha cô chú chị, là giá là 29 triệu nha bao ship nha cô chú chị. Dạ, cây quá khéo cô chú chị em tổng thể nha. Cây đẹp nha. Rồi số điện thoại thì có dưới phần tiêu đề nha quý cô chú anh chị, mình chốt liên hệ với anh Đạt. Cây nó đẹp từ chi ha, từ chi cành nó dài lên ha cô chú chị. Từ đế tới chi ha. Rồi, em đổi nha. Rồi, cái chụp hình chưa? Tóc là cây mã số 14. 14. Cây nào trước ta? Cái này đó ha. Dạ, cái nhỏ trước đi. Rồi, mã số 14. Cây hơi vip nha cô chú anh chị. Tứ quý luôn nha cô tứ chú. Tứ quý ha, hàng vip ha, đế cũ ha, cũ xứ nha. Cốt cành đều dày cốt cành nha cô chú anh chị. Cốt cành thì bao ha. Nó đẹp từ trên dưới ha, đế. Bề vô không thấm thi. Đó, đế là cứng ngắt luôn nè cô chú. Cứng ngắt hết. Đế như cây dừa luôn á. Đế này là khỏi nói gì luôn là cô chú anh chị nha. Nó toàn là trái lù đạn không à cô chú anh chị. Đế tròn tròn như trái lù đạn. Rồi anh quay tổng thể cho em xem chiều cao luôn nha. Rồi mã số 14 nha cô chú. Mã số 14 cô chú anh chị. Tứ quý mã số 14. Rồi bây giờ mình xem vòng quanh một bộ đế nha cô chú anh chị. Đế đặt cứng khỏi chê vào đâu luôn nha. Kỳ này không có chê chỗ nào hết chưa cô chú anh chị. Ở dưới bao này đế không ơi cô chú anh chị. Còn đế dưới nha. Yeah. Ta không có cắt bao nữa nha.
khó gắt quá. Rồi, cốt cành nè cô chú anh chị xem cốt cành ha. Rồi, thông số em xin luôn anh ơi, mã số 14. Đỉnh của chớp luôn cô chú anh chị. Trời đẹp quá. Rồi, em vô quanh nha. Nhìn nè, 49 hoành nha cô chú anh chị. Dạ, 49 hoành. Dạ rồi. Anh cũ rồi sao trời? Rồi vậy thôi. Hết luôn ha. Rồi hết luôn. Rồi, 2 thước. Rồi, nồi đế đặt, củ đặt 2 mét. Cái củ đặt nó là 2 mét nha cô chú chị. Dạ. Rồi, đế nổi luôn. Nồi đế chắc khoảng trên 2 mét quá. Trên chắc rồi anh. Ừ, khoảng 2 mét 3. Rồi, chiều cao đế luôn anh ơi. Rồi mặt thẳng đứng anh, đứng, à, đế bài ra ha. Rồi, đo đo gì đi ha. Tính vậy đi ha. Đây. 55 là 55. Kéo gì nha cô chú chị. Mà chiều cao thì đó, khoảng 43 mấy nha. Rồi. 25. 25. Đây này tới mặt mặt đế nha. Chiều cao tới mặt đế là 1m2 nha. 1m5 chiều cao tới rồi, mặt bao. Toàn cây là khoảng 1m45. Dạ. Ngọn cực kỳ nhỏ luôn. Ngọn 14. Dạ. Rồi cốt cành nè cô chú. Cốt cành thôi, khỏi nói lực. Cốt cành đây. Mười chín. Rồi, giá Zalo luôn anh ơi. Cái đầu bự luôn phải không? Bự luôn đi, hai cái đi. Rồi. 26. Rồi. Ôi, cái này, cái mã số 14 này Zalo cô chú anh chị là giá là 39 triệu. Dạ, 39 triệu nha cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc không? Bao ship toàn quốc cô chú chị. Dạ, rồi, bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo, mã số 15. Rồi, tiếp tục là cây mã số 15. Rồi. Đây, có thùng bê luôn ha. Đưa vô không thấm thía cái cây nha cô chú chị. Hàng lão luyện nha cô chú anh chị ơi. Phân này là cao hơn cây bên kia nè cô chú anh chị nhìn thấy ha. Đây. Nồi đế khủng hơn luôn. Nó khủng hơn cây bên kia cực kỳ luôn ha. Rồi, chém một vòng. Cây này hơi nặng ha, quay hơi nặng cô chú anh chị. Nói không? À. Rồi cô chú chị xem nồi đế nè, đế nôm đều cứng ngắc nha cô chú. Đặt hết trơn rồi chị. Gì? Hàng này là hàng quá đỉnh cô chú chị. Còn gì của luôn. Cốt cành đều gan luôn nha cô chú anh chị. Cốt cành cực kỳ đẹp luôn cô chú chị. Giót đọt khéo cây ha. Rồi cho em xin thông số luôn. Mã số 15 nha cô chú chị, mã số cuối clip ha. Rồi 50 hoành nha cô chú chị. Dạ hoành 50. Hai trăm mốt quá nhiêu này chết nữa 230 không đâu đâu lỡ đi rồi cái này rồi đi 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 à 150 150 với 85 235 Rồi, đế sổ cao nó là 52 cô chú chị. Dạ, đế sổ nôm là 52. 52. Đây, chụp anh. Ha. Dạ. Rồi. Vừa tổng chiều cao. Sao đo trời. Đứng lên thùng B anh. Rồi. Rồi tới vị trí này đi ha.
tới Bồ Đề đi. Tới vị trí đâu anh? Rồi tới Bồ Đề là nó 1m31 nghe cô chú chị. Dạ. Rồi từ Bồ Đề xuống đi ha. Rồi Đế xuống thì 43 nữa. Dạ. Là khoảng 1m7 à. Rồi tổng chiều cao là khoảng 1m7 nha cô chú anh chị. Rồi dàn xương hiện tại luôn anh ơi. Tới ngang hả? Dạ. Rồi tới ngang là 80. Rồi 80. Giá giao lưu anh ơi. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị là giá là 55 triệu. Rồi 55 triệu quá đỉnh cô chú anh chị. Nhìn cái cây đẹp hả cô chú anh chị? Đẹp mà lực bự nha. Dạ. Quá đỉnh luôn ha. Chụp anh không? Rồi 55 triệu ha anh. Dạ. Rồi chào hết dạ. Em luôn. Rồi chào cô chú chị ha. Rồi chúc dạ. Cô chú vậy ha. Cũng cây số 15 là cũng cuối clip rồi. Chúc dạ. Cô chú chị ha xem clip thật hay ha. Lựa chọn cho mình một cây ưng ý ha. Dạ. Rồi cô chú chị yêu thích như nào liên hệ với Đạt chốt cây giúp em luôn nha. Giá cước hữu nghị luôn nha cô chú anh chị. Cây đẹp mà cô chú dạ. Anh chị. Hàng này là hàng VIP nha cô chú anh chị. Rồi em xin kết thúc video luôn.